Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2017 là một năm thành công với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành công thương nói riêng. Thành công của ngành công thương năm qua được ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Sau đây chúng tôi xin điểm 10 sự kiện nổi bật của ngành công thương trong năm 2017. Chính phủ ban hành Nghị định 98/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Nghị định được ban hành nhằm mục tiêu kiện toàn bộ máy tổ chức của Bộ Công Thương, phù hợp với nhiệm vụ được giao theo hướng tinh gọn, tránh cồng kềnh, chồng chéo về chức năng. Nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Ngày 20 tháng 9 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành quyết định số 3610A/QĐ-BCT về phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017-2018. Theo đó, 675 điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa, bãi bỏ 123 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý tại 40 văn bản quy phạm pháp luật. Phê duyệt đề án xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương và tổ chức triển khai đạt những kết quả tích cực bước đầu. Xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 420 tỷ đô la Mỹ, trong đó tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tăng cao trên 21%. Quy mô xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2017 lần đầu tiên đã vượt mức 420 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu ước đạt 213,8 tỷ đô la Mỹ, cán cân thương mại đạt thặng dư 2,67 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay. Bán đấu giá thành công cổ phần nhà nước tại Tổng công ty Cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn. Ngày 18 tháng 12 năm 2017, Bộ Công Thương đã tổ chức bán đấu giá cạnh tranh 343.662.587 cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn, tương ứng 53,59% vốn điều lệ, thu về cho nhà nước gần 110.000 tỷ đồng. Luật Quản lý Ngoại thương 2017 được ban hành ngày 12 tháng 6 năm 2017 với 88,19 số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật Quản lý Ngoại thương đã được Quốc hội thông qua với 8 chương, 113 điều. Luật Quản lý Ngoại thương 2017 đã lần đầu tiên thể chế hóa, cập nhật nhiều biện pháp mới trong quản lý. Ngành công thương đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch phát triển của ngành do Quốc hội và Chính phủ giao về xuất khẩu, nhập khẩu, cán cân thương mại, tổng mức bán lẻ và lưu chuyển hàng hóa. Chỉ số APP của ngành công nghiệp đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tổ chức thành công hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 23 và hội nghị Bộ trưởng các thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Việc tổ chức thành công hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 23 và các sự kiện có liên quan góp phần tạo nên sự thành công chung của năm APEC 2017 do Việt Nam đăng cai. Diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 11 năm 2017 tại Đà Nẵng, các bộ trưởng của 11 nước thành viên TPP đã nhất trí đổi tên Hiệp định TPP thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Khởi công nhiều dự án sản xuất lắp ráp ô tô lớn tại Việt Nam hướng tới thị trường khu vực. Năm 2017 là một năm có ý nghĩa quan trọng khi ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đứng trước ngưỡng của hội nhập sâu rộng trong khu vực. Với hàng rào thuế quan gần như được gỡ bỏ hoàn toàn, ô tô sản xuất lắp ráp trong nước sẽ phải cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm nhập khẩu để giữ vững được thị trường. Các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô tại Việt Nam trong năm 2017 đã khởi công nhiều dự án với quy mô lớn. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 255 TBVPCP ngày 6 tháng 6 năm 2017, chỉ thị số 11 CTVCT ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, xăng sinh học E5 RON92 đã thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON92 trên toàn quốc.